Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Vietnam Express, hàng chục người đã được trở về nhà tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui, Hawaii, nước Mỹ. Tuy nhiên, vụ cháy rừng thảm họa gần như đã xóa sổ hoàn toàn mọi thứ. Anthony Blapuen, một trong những cư dân quay lại thị trấn Lahaina sau trận cháy rừng, cho biết hôm 11 tháng 8, điều duy nhất tôi có thể nói là thật đau đớn. Vụ cháy rừng gây nhiều mất mát về tinh thần. Thật tệ khi không tìm được những thứ gắn liền với tuổi thơ và ký ức của bạn. Ngôi nhà mà Lapuen sinh sống suốt 16 năm qua đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận cháy rừng bùng phát hôm 8 tháng 8. Thị trấn Lahaina với dân số 12.000 người trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii gần như chỉ còn là đống tro tàn sau thảm họa này. Chính quyền hạt Maui cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng, đánh dấu thảm họa tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử bang Hawaii. Xác thú nuôi và động vật hoang dã xuất hiện khắp nơi trong thị trấn, trong khi nhiều đám lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ. Hàng loạt ô tô cháy trơ khung được sơn chữ X, dấu hiệu cho thấy lực lượng cứu hỏa đã kiểm tra và không có nạn nhân bên trong. Lapuen sử dụng khung thép của một chiếc ghế để đào bới đống tro tàn trong căn bếp của mình. Những hộp chứa ảnh và kỷ vật suốt 16 năm, trong đó có những món đồ quý giá của người cha quá cố đã biến mất. Lapuen nói, tôi đóng gói đồ đạc của ông ấy để sắp xếp khi có thời gian, nhưng điều đó không thể diễn ra. Tất cả đã mất hết. Không ít cư dân phấn khởi và ngỡ ngàng khi thấy hàng xóm trở về. Kate Todd, người sống gần đó, tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy ngôi nhà trong tình trạng tương đối nguyên vẹn, với hệ thống pin mặt trời vẫn cấp điện cho khu bếp. Thật không thể tin được, tôi rất vui mừng, nhưng mọi thứ cũng thật hoang tàn. Anh nói, các bức tường bao quanh nhà tù Hon Pa Hao vẫn đứng vững, nhưng khu nhà 170 năm tuổi làm bằng gỗ đã cháy rụi. Cách đó vài dãy nhà, khu vực Front Street với hàng loạt nhà hàng và cửa hàng quần áo nhìn ra bờ biển cũng bị xóa sổ. Các con thuyền được neo tại bến cảng đều bị chìm, cháy đen hoặc ám khói. Cây đa cổ thụ hơn 150 tuổi nổi tiếng của hòn đảo vẫn đứng thẳng giữa đống đổ nát, nhưng không còn màu xanh của cành lá và chỉ còn trơ thân. Todd quyết tâm bám trụ ngôi nhà vì lo ngại những kẻ hôi cổ có thể nhắm tới các địa điểm chưa bị tàn phá và không có người trông coi. Theo thông tin từ VTV News, Tổng trưởng lý bang Hawaii Ann Fluff cho biết văn phòng của bà sẽ điều tra việc ra quyết định quan trọng và các biện pháp phản ứng trước, trong và sau những vụ cháy rừng ở đảo Maui, bang Hawaii trong tuần này. Chúng tôi cam kết tìm hiểu về các quyết định đã được đưa ra trước và trong các vụ cháy rừng và chia sẻ với công chúng kết quả của cuộc điều tra này. Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii đã vượt con số tử vong do trận sóng thần tấn công đảo lớn ở bang này vào năm 1960. Quận Maui cho biết các nhóm hỗ trợ từ Honolulu đã đến đảo Maui cùng với các đội tìm kiếm cứu hộ được trang bị chó nghiệp vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân. Lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục dập tắt các đám cháy bùng phát và khống chế cháy rừng ở thị trấn Lahaina. Cảnh sát trưởng quận Maui John Billiter cho biết hôm 10 tháng 8 rằng có thể có tới 1.000 người hiện chưa được tìm thấy, mặc dù ông nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là họ mất tích hoặc tử vong. Các vụ cháy rừng xảy ra sau những sự kiện thời tiết khắc nghiệt khác ở khu vực Bắc Mỹ vào mùa hè này, với những đám cháy rừng kỷ lục vẫn đang bùng cháy khắp Canada và một đợt nắng nóng lớn thiêu đốt vùng Tây Nam nước Mỹ. Châu Âu và một số khu vực của châu Á cũng phải hứng chịu nhiệt độ tăng cao với những đám cháy rừng lớn và lũ lụt tàn phá. Theo AP, các hồ sơ từ cơ quan quản lý thảm họa của Hawaii cho thấy còi báo động đã không được kích hoạt khi ngọn lửa bùng phát. Nhiều người sống sót ở Lahaina nói rằng họ không nghe thấy bất kỳ tiếng còi cảnh báo nào và chỉ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn thấy khói bốc lên và nghe thấy các tiếng nổ gần đó. Khi đám cháy ập đến, một số người đã nhảy xuống biển để tránh bị thiêu rụi. Hay nói cách khác, những thông tin trên đã ngầm nhận định rằng nguyên nhân khiến thảm họa vượt kiểm soát là do hệ thống cảnh báo có vấn đề. Trước thông tin trên, cơ quan quản lý thảm họa ở Hawaii cho biết, tại thời điểm đó, các cảnh báo khẩn cấp đã được gửi qua điện thoại di động, TV và đài phát thanh. Tuy nhiên, không rõ liệu những cảnh báo đó có kịp thời đến được với người dân hay không, bởi ngay lúc đó, tình trạng mất điện và mất sóng di động trên diện rộng đã cắt đứt hầu hết liên lạc ở bên trong Lahaina. Các quan chức Hawaii hiện đang lên kế hoạch để tìm ra phương án đưa người vô gia cư tạm trú trong các khách sạn và nhà cho thuê dành cho khách du lịch. Còn hàng ngàn du khách và người dân địa phương đã được sơ tán khỏi Tây Maui.
Một số khác đã được đưa đến đảo Oahu lân cận để trú ẩn hoặc tập trung ở sân bay Kahului để chờ chuyến bay trở về nhà. Trong khi đó, theo đài CNN, hoạt động trên các đảo khác của Hawaii vẫn diễn ra bình thường. Tour du lịch và phòng khách sạn không thay đổi. Một giả thiết khác về vụ cháy được Vietnam Express thông tin thêm. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do thị trấn nghỉ mát Lahaina đang trong đợt thời tiết khô nóng, kết hợp với đó là gió từ bão Dora khiến các đám cháy rừng lan rộng trên đảo Maui ở Hawaii, khiến thị trấn Lahaina bị tàn phá. Tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 8, Kenneth Hara, chỉ huy vệ binh quốc gia Hawaii nói: "Chúng tôi không biết điều gì dẫn đến các đám cháy, nhưng chúng đã được NWS cảnh báo." Theo cơ quan giám sát khô hạn Mỹ, USDM, khoảng 14% diện tích Hawaii đang trong tình trạng khô hạn trung bình hoặc nghiêm trọng. 80% diện tích quần đảo được phân loại là khô hạn bất thường. Còn theo cơ quan lâm nghiệp Mỹ, gần 85% các vụ cháy rừng ở nước này có nguyên nhân là con người. Quần đảo Hawaii có 6 núi lửa còn hoạt động. Một trong số này nằm trên đảo Maui, cũng có thể là nguyên nhân tự nhiên gây ra cháy rừng. NWS cho biết, trong bối cảnh đó, gió mạnh trên đảo do ảnh hưởng từ bão Dora di chuyển cách quần đảo Hawaii hơn 1.000 km về phía nam, càng khiến những đám lửa đầu tiên bùng cháy dữ dội và lan rộng với tốc độ nhanh bất thường, trở thành những trận bão lửa khiến người dân không kịp trở tay. Dora được Trung tâm Bão Thái Bình Dương xếp vào cấp 4, cao thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp vào sáng 9 tháng 8. Cơn bão gây ra những trận gió giật hơn 95 km/h, làm hư hại nhiều đường dây điện và nhà cửa trên đảo Maui. Nhà khoa học tại Đại học Hawaii, Clay Tronick cho hay, thảm thực vật khô và dày cũng là nguyên nhân khiến lửa lan nhanh bất ngờ. Cỏ Guinea, loại thực vật xâm lấn có thể tìm thấy tại nhiều khu vực ở Maui, sinh trưởng mạnh vào mùa mưa, cao thêm 15cm trong vòng 1 ngày và đạt chiều cao tối đa 3m. Loại cỏ này trở thành mồi dẫn lửa khi khô héo trong mùa khô hạn. Tronick nói, thảm thực vật khô trên đồng cỏ dày lên rất nhanh. Trong điều kiện thời tiết khô hơn, nóng hơn, với lượng mưa ít, chúng sẽ khiến vấn đề thêm nghiêm trọng. Lần gần nhất cháy rừng nghiêm trọng xảy ra ở Hawaii là vào năm 2018. Gió do ảnh hưởng từ bão Len cũng khiến ngọn lửa lan rộng, bao quanh thị trấn Lahaina. Ngọn lửa khi đó thiêu rụi hơn 800 hectare rừng, phá hủy 31 phương tiện và 21 công trình, hầu hết là nhà ở. Giới chuyên gia cảnh báo các thảm họa như những gì đang xảy ra ở Maui do nhiều yếu tố gây ra, nhưng biến đổi khí hậu là một nguyên nhân không thể phủ nhận. Nhà nghiên cứu khoa lâm nghiệp Đại học British Columbia, Kesley Cox-Rigbitt nói, những thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu đang dần vượt quy mô chúng ta thường gặp và có thể đối phó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!